Minh Nguyễn xin chào tất cả các anh chị mà đang xem video clip ngày hôm nay. Thông qua vấn đề chia sẻ về cơ hội đầu tư và an cư tại thị trường khu vực Nam Sài Gòn, và đặc biệt hơn là dưới góc nhìn của một cư dân đã có cuộc sống ổn định tại thị trường này, ngày hôm nay là chúng tôi rất là vui khi mình mời đến chương trình chị Lan Xuân Nguyên, là một trong những cư dân ổn định tại thị trường khu vực Nam Sài Gòn. Và hy vọng rằng thông qua những câu chuyện của chị chia sẻ ngày hôm nay sẽ là những góc nhìn, những cái thông tin để quý vị chúng ta có nhu cầu đầu tư và an cư tại thị trường khu vực Nam Sài Gòn, chúng ta cũng sẽ xem đây là một trong những cái thông tin tham khảo đặc điểm. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là vui khi được chào mừng chị Lan Xuân Nguyên đến với chương trình ngày hôm nay. Chào cả nhà, mình là Quy, mình cũng sống ở Nhà Bè và cũng Nam Sài Gòn này được hơn 10 năm rồi. Thì không biết là câu hỏi đầu tiên thì bên mình cũng như là quý vị rất là muốn chị Nguyên có thể chia sẻ nhiều hơn về công việc và cuộc sống của chị tại thị trường khu vực Nhà Bè này ạ. Lúc trước thì mình cũng ở bên trung tâm, và sau đó thì trung tâm thì ở nói chung là cái nhà nhỏ thôi, nhưng mà sau đó thì có gia đình có con thì mình muốn kiếm một cái môi trường rộng hơn, và lúc đó là cái hướng di chuyển là mình sẽ hướng về di chuyển khu Nam, tại vì mình thấy khu Nam mà rất là ở Phú Mỹ Hưng, và lúc đó là quận 7 là chúng ta số rất là nhiều tiền hết rồi đó. Và cái dự án mà nói chung là sau đó mình xuống cái khu Nhà Bè này, cái hướng Nhà Bè này mình thấy khổ vì nó mát. Nói chung là con thấy trong lành và nó rất là mát, và nên cái di chuyển về trung tâm nó cũng gần, nên mình đã chọn ở đây, mình chọn ở khu vực Nhà Bè này. Thì không biết là trong quá trình mà chị sống tại đây thì chắc là chị sẽ có những cung đường di chuyển chính mình để mà làm việc cũng như là di chuyển, không biết là chị Nguyên Phượng sẽ chọn những cung đường nào chị hơn? Cũng do mình ở bên đường Nguyễn Hữu Thọ nên cái cung đường mình chọn cái cung đường nhanh nhất vẫn là đường Nguyễn Hữu Thọ. Mình đi dọc thẳng Nguyễn Hữu Thọ là mình về ngay quận 7 khu Lốt Me, và sau đó mình phải qua quận 4. Và từ quận 4 qua quận nhất thì chỉ cách cách một cây cầu đó thôi. Nói tóm lại là từ cái Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè mà về quận nhất chỉ tầm đâu đó khoảng trong vòng 10 chay đổ lại, và khoảng 30 phút thôi, di chuyển cái gì thì rất là nhanh. Em thì hay nói là mình ở đâu thì mình quen đó, nhưng mà thường là trong quá trình mình ở thì sẽ có những cái điều mà mình không có cảm thấy không có hài lòng, không có thật sự là vui happy. Thì không biết là mình có thể chia sẻ với em cũng như là những anh chị mà chúng ta có nhu cầu đang dự định là mua một cái sản phẩm bất động sản tại khu Nam Sài Gòn để ở, để đầu tư, thì không biết là để mà tham khảo ý kiến thì mình không biết là có những cái gì mà chị có thấy không hài lòng của khu vực này kia. Thì nói chung là cũng ở đâu quen đó thôi, nhưng hồi xưa mình ở trung tâm thì mình cũng quen trung tâm là 4.000 điện tích, và bước ra thì cũng dân cư Nguyễn Phục nó đâu cũng quen. Và lúc đầu khi mà mình về Nhà Bè Nam Sài Gòn thì mình cũng thấy nó vắng thật, cách đây hơn 10 năm thôi, chứ hiện tại thì nó rất là đông đúc rồi, và mình cũng không ngờ cái sự phát triển của khu Nam Sài Gòn nó lại nhanh đến như vậy đó. Khu Nam Sài Gòn từ cái là mình thích như này, mình thích là mình nói không khí mát, cái khoảng mật độ xây dựng nó trong phòng rất là thấp nên không khí nó mát. Tuy nhiên cái bất cập ở đây thì mình thấy là lúc trước thì không kẹt xe, nhưng mà dạo gần đây khi mà dân ở khu này nhiều thì phải ra vấn nạn kẹt xe, và hiện trạng chiều cường thì nó vẫn còn, nó ít thôi nhưng mà nó vẫn còn. Thì hy vọng sắp tới là sẽ có nhiều cái giải pháp cho vấn nạn kẹt xe và chiều cường này. Thì em cũng được biết là cái trục Nguyễn Hữu Thọ này càng rất là nhiều chung cư, và chị Nguyên là cái cá nhân đã từng sống ổn định từ khu vực này, thì biết chị có thể chia sẻ hơn về cái câu chuyện về chung cư tại vì tại cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ này. Trục đường Nguyễn Hữu Thọ cũng được mệnh danh là con đường có nhiều chung cư nhất ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, tuy là nó ngắn nhưng mà gặp được rất là nhiều chung cư. Mà chung cư ra tới đâu thì mật độ dân vẫn về ở tới đó, nên chị cũng rất là ngạc nhiên vì cái nhu cầu ở chung cư của dân mình nó rất là đông, càng ngày càng đông. Chung cư mới thì chung cư cũ thì nó có gì, nhưng mà chung cư mới thì khoảng 5 năm gần đây thì nó không ra một chung cư nào mới nữa để đáp ứng cái nhu cầu của người dân tại khu Nam này. Đa phần là chung cư cũ, vậy thì không biết là cái gì đánh giá chung cư cũ thì cái mật độ dân cư, về cái tiện ích hoặc là về cái câu chuyện đời sống xung quanh chung cư tại chung cư này như thế nào? Thì chị cũng có một vài người quen ở trong cái chung cư cũ, thì họ thấy có bất cập ở đây là giữa cái quản lý, ban quản lý và cư dân nó không có một cái sự đồng bộ, nó hay gây ra những cái mâu thuẫn tranh chấp từ những cái việc nhỏ nhặt như vệ sinh hay là an ninh trật tự này nọ trong cái khu vực đó. Và tình trạng là nó gọi là không có dân tri thức, không có nhiều, sự dân tri thức không có nhiều,
trong những cái khu chung cư cũ đó và nó đã xuống cấp rồi, tỷ lệ thì nó cũng không còn tốt nữa. Nên nhiều người đã mong muốn là sau khi ở khu chung cư cũ được khoảng 5-6 năm, họ đều có mong muốn là được đổi một cái chung cư cao cấp hơn để đáp ứng nhu cầu ở khu họ. Như thế thì chị Nguyên chắc là cũng đã có được bạn bè rất là nhiều tại các vùng miền khác, với là chị cũng có được tham khảo những chung cư mới và rất là nhiều điểm nổi bật, thì với là chị Nguyên có thể chia sẻ thêm về vấn đề. Thì bạn chị á, có một vài bạn chị ở vùng mới bên khu Phú Mỹ Hưng nữa, thì họ cũng đánh giá cao là cái việc là ở chung cư là phải có đầy đủ tiện ích đáp ứng được nhu cầu của gia đình họ luôn. Đó, nhưng như là chị nói về các cái tiện ích, ban quản lý phục vụ tốt cho cư dân, đáp ứng họ nhu cầu của cư dân và phục vụ sau này phục vụ cho phần lớn cái nhân chi thức là nhiều. Thì là không phải ý chịu yên là mình phải chỉ cần để ở thôi mà còn để đó là biết rồi, đúng rồi, có nghĩa là cái chung cư bây giờ không phải định kiến như hồi xưa là chung cư để ở, mà mình bây giờ mình gọi là căn hộ cao cấp. Cao cấp ở đây là phục vụ tất cả nhu cầu của người dân chứ không phải đơn thuần là một nơi để ở nữa. Ví dụ như là hồ bơi thì phải xanh sạch, rồi khu công viên phải có mảng xanh, rồi khu trẻ con chơi cho người ta tập thể dục hay là tự mình cho những chính cái căn nhà của mình tái tạo lại luôn để mình làm việc tiếp. Nói chung là cũng giống như một cái resort nhỏ, hy vọng là người nào cũng mong muốn là cái chung cư của mình phải được cải thiện hơn, khi mình được ở thì cái chung cư có cái đời sống cao hơn, cái mảng xanh nhiều hơn. Chị Nguyên nghĩ thế nào nếu mà em đề xuất chị Nguyên là mình có thể chuyển sang những khu vực trung tâm hơn để mình ở để mình thường những cái chung cư nhiều thì có như vậy. Trung tâm thì đương nhiên quá sớm rồi, nhưng mà cái mức giá thì nó hơi cao so với người dân hiện nay thì mức giá trong trung tâm rất là cao, và nói chung là trung tâm thì nó cũng bị kẹt xe và cái mảng xanh thì chị thấy là cũng không có. Cái những cái chung cư mới hiện nay là chị thấy ra số rải rác là với quận 2 với quận 7 và Nhà Bè là nhiều, còn xa hơn nữa là khu đông quận 9, nhưng mà quận 9 thì đi về trung tâm thì nó vẫn xa, nhưng mà từ khu vực Nhà Bè mà về trung tâm nên nhiều người vẫn chọn Nhà Bè. Với lại Nhà Bè mình là có sự kết nối với Phú Mỹ Hưng nên mọi hoạt động vui chơi giải trí đều nằm ở khu Mỹ Hưng hết, nên khu Nam vẫn là cái sự lựa chọn tốt nhất cho cư dân hiện nay, cho bạn bè cũng vậy, nhiều người cũng hỏi về khu Nam để đầu tư đó, thì cái giá nó còn tốt, một là để ở, hai là để đầu tư với cái mức giá hiện nay rất là hợp lý. Như thế thì đợt này em cũng có được nắm thông tin là mình ở khu tư Phú Long vừa cho ra mắt căn hộ Essentia Sky là một trong những dự án căn hộ với cái mật độ cư dân rất là thấp. Dạ. Thứ hai nữa là phải rất là chuẩn bị hết lần đầu tiên thực hiện tại Phú Nam Sài Gòn, và thứ ba là cũng được có bán hàng rất là tốt. Cũng là chị Nguyên chắc là cũng có nắm thông tin về dự án này, để nước chịu này chia sẻ mọi người thêm về cái dự án này và cảm nhận như thế nào. Thì bây giờ thì mình có nghe về dự án sẽ ra ca này phần này, và chủ đầu tư Phú Long cũng đang đẩy mạnh cái truyền thông và giới thiệu đến họ cư dân ở bên Phú Mỹ Hưng này. Bạn chị ở khu Phú Mỹ Hưng thì cũng nghe về dự án sẽ ra ca và hỏi và thì họ tiếp cận được một cái chung cư mới tốt, nhưng mà cái giá thì cũng rất là hợp lý, và họ đa số họ đang rất là quan tâm về cái dự án này, nên hôm nay thì cũng muốn tìm hiểu thêm về dự án Sinh Sa Cai để giới thiệu đến bạn bè của chị, và có thể rủ nhau đi mua chung, đầu tư chung, để nếu mà sau này thấy tốt hơn thì mình sẽ dẫn về cái khu này không? Em nghĩ là mình càng ngày cái mức sống từ dân Nhà Bè càng cao, người ta cần cái không gian nó cao cấp như vậy, là chủ đầu tư cũng đông, thật sự nhìn thấy là rất là uy tín về vấn đề về pháp lý của họ để phát triển dự án. Thì đa số những cái căn hộ của Phú Long là đã có sổ rồi, nên đây là một cái điều yên tâm nhất khi cư dân đầu tư, không lăn xăn về cái chuyện pháp lý nữa. Người ta chỉ xem cái căn hộ này đáp ứng được nhu cầu cao cấp thì sống xanh sạch khỏe thì người ta sẽ chọn. Rất là hy vọng là sắp tới khi mà mở bán dự án các hội Sunset Sky cũng như là Luân Nhật Nhà này sẽ thấy chị Nguyên và cũng như là bạn bè của chị được một chút, thì thật sự là cảm ơn rất là những cái thông tin chia sẻ từ chị Nguyên cũng chung những cư dân đã có cái cuộc sống ổn định ở khu Nam Sài Gòn, và chúng ta có thể nhìn thấy được những ưu điểm, những cái hạn chế của thị trường khu vực này. Tuy nhiên thì nhìn chung lại ở đây vẫn là một thị trường rất là nhiều cái tiềm năng để mà đầu tư tại khu nông dân. Lần nữa cảm ơn chị Nguyên đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chào các nhà. Và xin chào tất cả anh chị và các bạn ạ.